Phật giáo có nhắc tới cần tự nghiệp. Vậy cần tự nghiệp tố có thể tạo ra ngay thời điểm sắp chết do những người thân hoặc những vị sư bên cạnh không? Hay là do huân tập từ lâu và lúc sắp chết nghiệp trỗi lên là ngẫu nhiên? Nếu có thể tạo ra cận tử nghiệp tốt từ bên ngoài thì ta nên tạo thế nào? Nên cho người sắp chết nghe bài kinh gì? Hay bài thuyết pháp gì cho họ nghe? Hay chỉ cần làm họ bình an là đủ? Đầu tiên ha, cận tử nghiệp á, nó có thể tác động từ bên ngoài. Đương nhiên là nó do cái nghiệp đời trước, nó do cái nghiệp trước, có thể trong đời này hoặc là do trong kiếp trước nó trổ lên. Còn cái chuyện nó ngẫu nhiên thì nó không phải ngẫu nhiên, mà do cái trường hợp mà cái cây nào nó cho cái quả nó chín mùi thì cái quả nó trổ thôi, tránh cái suy nghĩ ngẫu nhiên đấy. Và nó có thể can thiệp được. Ví dụ như cận tử nghiệp của bà hoàng hậu là bà trong chú giải pháp cứu á, là bà bị chết cháy. Nhất thời sẽ không nhớ tên của bà. Bà là đệ nhất cư sĩ về tâm từ. Cái nghiệp cận tử của bà đó là bị chết cháy, nhưng mà do bà có tu tập, tự thân bà nỗ lực, cho nên là bà rải tâm từ và do đó bà sanh thiên. Rồi có những vị tỳ kheo cận tử nghiệp là vì đó bị tấn công, hoặc là vì nó bị bệnh. Trong cái cơn đau đớn gần chết thì vị đó dùng cái cơn đau đó, vị đó phát triển trí tuệ quán. Và con số những vị tỳ kheo mà gặp cận tử nghiệp như vậy, trong cơn đau đớn phát triển trí tuệ quán mà chứng đắc đạo quả không phải là hiếm. Và những vị mà không chứng được đạo quả thì vị đó cũng sanh thiên đấy. Cho nên cận tử nghiệp có thể can thiệp được bằng sự nỗ lực tu tập của chính bản thân mình. Cho nên đối với người có sự rèn luyện nội tâm thì cận tử nghiệp mình không có bị động. Dù cho nó là cận tử nghiệp không có lành đi chăng nữa, bằng cái sự nỗ lực tự thân mình vẫn có thể đi lên. Cái trường hợp thứ hai là sự tác động của người khác. Trong kinh vẫn có những trường hợp đó. Ví dụ như có những người đang đau đớn, cái cận tử nghiệp đang tới đó, đang đau đớn, thì được vị sư nhắc nhở hoặc là được Đức Phật nhắc nhở thì vị đó liền ngay lập tức có thể quay trở lại tu tập và quan sát cái cơn đau, phát triển trí tuệ quán, từ đó chứng đắc đạo quả. Trường hợp đó không phải là hiếm. Rồi như trong trường hợp mà có những người họ đang bệnh trong cái nghiệp cận tử đó, thì trong cơn đau đớn như vậy, như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài hướng dẫn cái người mà đang bị cái cận tử nghiệp mà bị cơn đau hành hạ đó, Ngài hướng dẫn người này nghĩ đến các cái cõi trời dục giới và nghĩ đến các cái cõi trời sắc giới. Và Ngài Xá Lợi Phất sau đó hướng dẫn vị này hành thiền tâm từ, để mà trú, để mà đạt đến cảnh giới Phạm Thiên. Và trong Trung Bộ Kinh thì vị này do nhờ sự tác động của Ngài Xá Lợi Phất cho nên là thực hành thiền tứ vô lượng tâm, và sau khi mệnh chung thì sanh về cõi Phạm Thiên. Rồi cũng có trường hợp một cái người nữ cư sĩ nghe khi mà cận tử nghiệp đến thì thấy cái lửa địa ngục nó sanh khởi, và vị tỳ kheo nhắc nhở người nữ cư sĩ này là khi mà nhìn cái màu đỏ đó, cái màu lửa đó, hãy nghĩ đến cái màu của cái y mà bà đã nhuộm, bởi vì bà này là bà đã nhuộm y cho chư tăng, thì hãy nghĩ đến cái màu y. Thì khi bà nghĩ như vậy, bà phát sanh cái tâm hoan hỷ do bà đã làm thiện từ trước đến với tăng đoàn, và từ đó bà cũng được sanh thiên đấy. Cho nên cận tử nghiệp là có thể can thiệp được. Tuy nhiên đầu tiên mình phải có tu. Nếu mình không có tu thì mình phải gặp những cái người có tu thì mới biết cách can thiệp, chứ còn cái gì cũng không có hết thì chịu thua ha. Còn cái câu thứ hai, cái này thì làm ơn làm phước tìm dùm sư, sư đã trả lời rồi. Cận tử, cận tử, đây đây à, đây 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 à, 117 ha, 117 dòng số 7 ha. Đấy 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 đây, tìm làm ơn làm phước tìm sư, một dòng 127 ha. Làm ơn làm phước tìm trước khi hỏi, làm ơn làm phước tìm trước khi hỏi, chúng ta đỡ tốn thời gian cho nhau. Đây rồi, một cái nữa cũng cận tử nghiệp, dòng số 15 ừ. Đấy còn nếu như mà quý vị còn không có chịu coi đó thì trừ lười ra, sư không biết là còn cái trường hợp nào nữa hay không, hoặc là quý vị bản thân quý vị không có quan tâm tới cái chuyện là sư có trả lời câu hỏi cho quý vị hay không. Bởi vì nếu như quý vị thực sự quan tâm thì quý vị sẽ mở ra những cái video đó, bởi vì sư đã trả lời thôi. Còn không mở ra tức là bản thân quý vị cũng không quan tâm, thì bản thân mình không quan tâm thì bắt ai quan tâm dùm. Kính thưa sư, cha mẹ con hiện đang tại nhà, muốn hướng cha mẹ tu tập theo truyền thống nguyên thủy thì con phải làm sao, và nên giới thiệu quyển kinh nào cho cha mẹ đọc? Tùy mỗi trường hợp căn cơ sẽ tánh khác nhau. Quý vị nên xem á, nên xem nên xem nếu như quay trở lại cái câu hỏi mà cho cái người mà quay trở lại cái câu hỏi mà cái cận tử nghiệp, can thiệp cận, khi mà cận tử nghiệp á, sư nhắc có một cái ý mà lúc mà đọc câu hỏi thì sư có note lại mà sư quên, đó là gì? Chỉ có thể can thiệp trong trường hợp mà thần trí người đó thanh tịnh ha. Mà làm ơn làm phước á, nếu như á, mà cái người mà nhà đang hấp hối á, mà thần trí không thanh tịnh nữa thì không phải gọi cho sư, bởi vì nó vô dụng. Người đó đó phải thần trí còn thanh tịnh, tức là còn tỉnh táo để mà nghe được, hiểu được là mình nói cái gì, chứ còn không nghe, không hiểu được mình nói cái gì thì chịu thua. Cho nên là trong số những cái lời nguyện thì nên có lời nguyện như thế này, nguyện cho cái phần phước con đã tạo đó, khi mệnh chung thì con vẫn giữ được sự tỉnh táo, thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, không có mong cầu là lúc chết không có đau đớn, không có này nọ kia, tại vì cái nghiệp ai biết chừng, nhưng mà chỉ mong cầu là cái lúc mà gần chết á, có được sự tỉnh táo để chi, đủ để thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, bởi vì lúc đó là cái lúc cuối cùng cứu mạng của mình rồi. Ngày thường á, mà không liều mạng thì lúc đó lấy cái mạng ra để liều ha.